Kính thưa quý vị, nhà văn Elmore Leonard, tác giả nhiều cuốn tiểu thuyết bất hủ, đã từ trần tại Los Angeles, tin từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Mọi cư dân tại California đều biết đến tên tuổi của nhà văn Elmore Leonard. Ông đã từ trần tại tư gia sau một cơn tai biến mạch máu não. Leonard là một trong những nhà văn hiếm hoi dấn thân vào chốn xã hội đen để tìm hiểu sự thật về cuộc đời ngang trái. Có hơn 50 tác phẩm văn chương viết về những con người khốn cùng, và nhà văn Elmore Leonard đã thành công giúp nhiều người sống trong xã hội đầy rẫy tội ác trở thành những người lương thiện hơn. Ông Leonard thực hiện nhiều kịch bản thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình như Get Shorty hoặc Justified và 310 to Yuma. Nhà văn Elmore Leonard đã qua đời ở tuổi 87. Trong khi đó, cảnh sát phát hiện một thi thể bị bắn tử vong bên ngoài căn nhà riêng của nữ danh ca và cũng là tài tử Olivia Newton-John. Theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát Florida, một người đàn ông 42 tuổi danh tánh vẫn chưa được tiết lộ, còn nằm trong vòng điều tra, đã bị tử vong từ nhiều viên đạn trên người. Nạn nhân là một nhân viên đang làm việc, không hiểu nguyên do tại sao bị bắn tử vong. Vào thời điểm xảy ra sự việc, Olivia Newton-John cùng chồng đều vắng mặt và sự kiện đang được tiến hành điều tra.